Cao 5002 VZ đẹp xuất sắc luôn, khang minh test nhanh đóng gói lên đường trao trả bác Việt trong Thanh Hóa. Thì bác Việt đặt khang minh trước cái con này cách đây tầm 1 tháng và đến ngày hôm nay thì bác đủ tiền, bác chuyển khoản 100% để bác đón sản phẩm. Chính là bác khách mà cách đây khoảng 4-5 tháng bác mua sắm ủng hộ khang minh cặp SR47-33X đẹp cực kỳ luôn. Và tiếp tục ngày hôm nay bác ủng hộ thêm cái sản phẩm này. Một trong những con âm minh nguồn tăng khô cực kỳ hay, công suất khỏe và nó chạy 32 con sò vương miện, trao trả bác Việt. Một lần nữa khang minh cảm ơn bác Việt tiếp tục ủng hộ sản phẩm khang minh quay test nhanh. Mọi người cùng xem cũng như là bác Việt cùng xem cái sản phẩm của mình mà khang minh trao trả 5002 VZ, 5000 VZ. Sắp tới khang minh sẽ về thêm cả hai model này tầm khoảng 4-5 con nữa. Về tới đâu là hàng lên đường tới đó. Cảm ơn các bác toàn thể quý anh em trên khắp cộng đồng cả nước rất là nhiều đã luôn tin tưởng đồng hành cùng khang minh GB Bắc Ninh. Đấy, những cái sản phẩm âm thanh pro mỹ bãi hàng tuyển chọn, chúng ta cùng xem cái nội thất mỉ mạch, nó xanh di luôn, cực đẹp, mặt mũi móc Crotech 5002 VZ. Bên dưới là con 5000. Toàn bộ gram nguồn băng phô khang minh chỉ nhập cái đời toàn bộ sò vương miện. Đấy, 24 con sò vương miện hoặc là 32 con sò vương miện chạy trên 5000 và 5002 VZ. Và những cái sản phẩm đó phải là di nguyên bản và nó đẹp xuất sắc luôn. Và những cái sản phẩm cực đẹp nữa. Mọi người quan tâm đến các model âm đi crowd khác nhau để chúng ta phối ghép với từng cặp loa GB khác nhau thì liên hệ cho khang minh hoặc là inbox Zalo nhá. Lên đường sớm nhất tiếp theo video kế tiếp trong buổi chiều ngày hôm nay.